Bạn có thích tốc độ không? Dạ, không phải ở Việt Nam. Không phải ở Việt Nam, có thích nhưng mà không phải ở Việt Nam. Thì nếu như mà được chở bạn gái đi xe này kia thì bạn có dám chạy nhanh không? Đừng cho phép chạy bao nhiêu em chạy bấy nhiêu. Cho phép chạy bao nhiêu em chạy bấy nhiêu. Hello, xin chào các bạn, chúng ta sẽ đã quay lại rồi đây. Các bạn có nhớ hai anh chị này không? Đây chính là Hot and Shout của trong The Fast and Furious. Thì lần này hai anh chàng này sẽ tiếp tục gắn bó với nhau trong một phi vụ nào đây? Chúng ta hãy cùng đón xem vào ngày 2 tháng 8 sắp tới nha. À còn bây giờ chúng ta hãy đi phỏng vấn những bạn đã xem những phần trước của Fast and Furious và xem coi những bạn này sẽ cảm nghĩ như thế nào. Ok, đi nè. Em cũng coi khá nhiều phần của Fast and Furious. Mình có biết. Cũng biết vài phần. Có. Em có coi rồi. Dạ biết rồi. Hope thì tên là Dwayne Johnson, còn Shaw thì là Jason Statham. Một người là Don Johnson với lại một Jonathan The Rock, Jason Statham. À, đấu vật Mỹ. WWE, theo mình nhớ là đôi giặc Mỹ. Xuất phát từ đôi giặc Mỹ thì sau đó mới là theo nghề của cha. Anh Vin DC và anh Brian lúc mà hai người lái xe tản nhau ra á chị. Cảnh lúc mà đua xe qua mấy con đoạn đường mà kiểu như đường góc cua á, mấy chiếc xe nó rip á. Xe tăng chạy trên băng. Anh da đen ấy chị. Anh da đen. Em muốn làm Shaw. Jason Statham. Để rồi mà chia tay lâu rồi ạ, nên ép phải. Chia tay lâu rồi, nên ép phải. Có rồi. Đi chung với nhau vậy là biết rồi. Ở chung. Ở chung rồi. Có rồi. Em chưa có người yêu. Em chưa có người yêu. Em năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Giờ 19 tuổi. 19 cái thanh xuân mà không có người yêu luôn. Em chưa có người yêu, chưa có người yêu. 19 cái thanh xuân mà không có người yêu luôn. Dạ, từ năm em 15. Lớp 8. Mình biết đi từ năm lớp 6. Mình chạy xe máy từ năm lớp 11. Còn 16 tuổi. 18 tuổi mình chạy từ năm lớp 11, 12. Em còn học sinh chị. Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh. À, không phải ở Việt Nam. Không phải ở Việt Nam, có thích nhưng mà không phải ở Việt Nam. Không, mình sợ lắm. Dạ có. Không. Không hả? Sao vậy? An toàn là trên hết. Đừng cho phép chạy bao nhiêu em chạy bấy nhiêu. Còn tùy thuộc vào người yêu của mình nữa. Nếu mà cô ấy thích thì mình vẫn có thể nài được. Dạ chạy chậm. Chỉ lấy xe đạp chạy nhanh không được. Không phải chạy chậm chậm chứ, nhiều thời gian gần người yêu mình hơn. Nhiều thời gian gần người yêu mình hơn. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Mình chỉ biết thần kinh là không có phép thôi. Thằng Đồng. Thằng Thái. Thằng Nhỏ Bách Cảm. Thần kinh. Chính xác không? Thần tự. Thằng Đồng. Thần kinh. Thằng Thám. Thằng Điện. Thằng Điện có phép mà. Thần Thoại. Thằng bài, thằng tài đó. Mày bị điên à? À, thần kinh. Ok, chính xác. Bảy màu thì. Wow. Vẫn là bảy màu. Ok, cầu vồng có mấy màu? Bảy màu. Rồi, vậy ba cầu vồng có bao nhiêu màu? Hai mươi mốt. Nuôi mày mấy năm
cho mày tiền ăn hả? Có 7 màu luôn. 21 màu. À, con 33. Con 33. Chính xác. À, con 33. Con 33. Con 33. Chính xác. Trời ơi, cảm ơn. Mèo má Doraemon. Đúng rồi, mèo Doraemon đó. Doraemon. Chính xác. Theo như kinh nghiệm coi phim thì mèo Tom sẽ biết bay. Mình có thể có câu trả lời nào khác được nữa không? Em nghĩ là nếu em đi máy bay em mang thêm một con mèo thì nó sẽ biết bay. Anh có biết bơi không? Sơ sơ thôi. Nhưng mà có thể bơi được đúng không? Có thể bơi được. Dạ anh chỉ em đi. Tại vì biết sao không? Em sắp chết đuối trong mắt anh rồi á. Em sắp chết đuối trong mắt anh rồi á. Anh đi đâu rồi đi.